Ngày 25 tháng 10, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một bệnh nhân nam 30 tuổi, ngụ tỉnh Long An, đã tử vong có liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ trong bệnh cảnh suy giảm miễn dịch giai đoạn cuối đã được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo tóm tắt của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân nhập viện ngày 2 tháng 10 vì sốt, nổi mụn nước 9 ngày. Bệnh nhân được nhập viện cách ly điều trị, xét nghiệm sang thương mụn nước, có kết quả PCR dương tính với đậu mùa khỉ. Bệnh nhân được điều trị tích cực với kháng sinh, kháng nấm, kháng lao, thở máy, lọc máu. Tuy nhiên, tình trạng diễn tiến nặng và tử vong sau 18 ngày điều trị tích cực. Hiện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để có kết luận và báo cáo chính thức về trường hợp này. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tối ngày 22 tháng 10, ngành y tế thành phố đang điều trị cho 20 ca mắc đậu mùa khỉ, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh.